Tôi cảm lạnh khi da bảo gồng hết sức để làm tòng tai. Bận cặp với mẹ đó mình. Hai em mặc bộ này đây. Bộ này cũng được. Hai, cái đầu em có thấy cute nè. Đúng rồi, đầu trâu mặt cái đầu tới cute em cậu. Sao số 4 không nói chuyện gì cho vậy mình? Em không biết nữa, chắc cho ghiền em quá rồi á. Ok á. Đó, ok chưa, em ok chạy đó. Trời ơi, nhờ có em thì em mới cứu được chị á. Anh cho xin bịt máu được không? Vì em yêu người đó xin trời. Đây em cho chị nè. Em cho chị nguyên đầy cái máu luôn. Chạy. Cảm ơn em. Em có ai tạo UMB. Em không có UMB đâu. Em chỉ có UMB chị thôi. Wow. Cho bóng à. Hả? Cho bóng. Hả hả hả? Cậu thích người con trai như thế nào? Ông tự thích con gái thôi. Thấy gì cho mình, thấy cái gì cho mình. Em mới gọi tôi là gì? Ai chơi mà tôi là Minh. Gia Bảo. Ai chơi mà tôi là Gia Bảo. Gia Bảo. Tôi là chồng của em. Em mới gọi tôi là chồng. Em hiểu không? Tổng tài á. Tôi và em, ok. Ai cho em nói điều vậy? Mình ơi, điều mình cần làm là tắt mắt mở lại á. Em phải gọi tôi là chồng yêu em có biết không? Ai cho em gọi tên đấy? Ai cho phép em gọi tên đấy? Gia Bảo đâu rồi, tao cần là Gia Bảo, không cần mình. Gia Bảo là thằng nào? Giữa chồng của em thôi. Nhờ cái em mà sức mạnh của tôi tăng lên ấy, em biết mình tình yêu của chúng ta đấy. Em biết điều đó không? Nghe cảm lạnh quá à. Thay vì cảm lạnh thì cảm thấy yêu thương đi em. Em không biết. Mày nói chuyện với em của mình thôi.